diễn một tí là cái background đằng sau nó đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Thấy background người ban đầu nó như thế này đấy. Sau khi vài chỉnh tích tắc, vài tích tắc mình đã chuyển toàn bộ mặt nước này từ màu trắng thành cái màu này là thành màu xanh, còn cái màu là màu giảm xuống nó là thành màu hơi nước nước một tí đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Đồng DRT xếp ảnh lại. Ok, chào các bạn, chúc các bạn thành công chuyên chỉnh sửa ảnh nào. Truy cập cường đông.net.